Vâng, chào bà con. Đây là quả khoan Makita, khoan pin mình mới mua. Khoan đây là Makita của tàu, đấy, một tàu nhái và họ ghi là Made in Japan của Lào. Vì sao nó nhái? Bởi vì cái khoan này mình mua cũng khá là rẻ thôi. Và hôm nay mình mua ở đây, mình cũng muốn là mở ra test thử cho bà con xem. Thì mình thấy khoan cũng khá là ok mặc dù nó là đồ tàu. Đấy, bởi vì tiền ít thì làm sao mà dám hít hơn. Đây, đây chính là phụ kiện của nó. Đây, khi mình mua cái khoan này nó sẽ có một cái hộp như này cho mình. Đấy, trong hộp thì nó có một cái cục như này, chắc là để gài áo. Rồi, cái này thì bỏ ra đi. Ở đây nó sẽ cho mình, đó là một cái sạc pin như này đó, và một viên pin dự phòng đó. Ở đây thì hàng nhái nhưng mà đều ghi là Made in Japan hết. Đấy, nhưng mà nó là hàng nhái thôi. Vì mình cầm cái khoan này là mình cảm nhận ngay. Bây giờ mình sẽ bung bên trong nó ra để cho các bạn cùng theo dõi nhé. Mình sẽ bung con khoan này ra và đánh giá tất cả từ khoan, thân máy cho đến cả pin luôn, để chúng ta có thể thấy được là bên trong khoan cấu tạo như thế nào. Thứ hai là có thể đánh giá được một chiếc khoan pin như thế này có nên sử dụng hay không. Ở đây thì mình xác định là mình mua về dùng rồi, là mình bung bét ra như này mình xem. Đó, thì đây là bên trong này. Vâng, và đây là bên trong của chiếc khoan pin. Đó, nó sẽ như thế này. Ở đây thì nó sẽ gồm một cái chấu để chúng ta cắm pin vào này. Một động cơ ở đây nó sử dụng là động cơ 550 và một bộ hộp số như này. Đó, hộp số thì chúng ta có thể thay đổi số ở đây. Đó. Và mình tiếp tục nhấc bên trong ra nha. Vâng, ở đây thì mình nghĩ là toàn bộ bánh răng này là làm bằng nhựa hết rồi. Đó, chứ cũng không có bánh răng xịn nữa. Vâng, và cuối cùng sau một hồi mò mẫm thì mình cũng đã tháo ra được. Ở đây mình phát hiện ra là bánh răng của nó không phải bằng nhựa mà là bằng sắt đây này các bạn này. Đấy, ở đây thì bánh răng hoàn toàn là bằng sắt hết, thậm chí là thép cứng ấy. Thì bây giờ mình tháo rồi này, không biết tí mình có lắp vào được không, nhìn cũng bắt đầu đau đầu đấy ạ. Đây đúng chất là khám như phá đấy, mình đã phá nó ra mất rồi. Sự thì cũng hơi buồn một chút đấy. Thôi, bây giờ mình sẽ tìm cách lắp nó vào. Vâng, sau một hồi loay hoay thì tôi lại còn làm tung tiếp ra một tầng bánh răng này nữa. Mới biết là ở đây nó có rất nhiều tầng bánh răng bằng sắt. À, giờ thì thực sự là đây đúng là phá rồi chứ không phải khám nữa. Tuy nhiên là như này mới biết là bọn tàu làm đồ nhái cũng khá là có tâm. Bởi vì bánh răng của nó là phần bằng sắt hết ạ. Vâng, sau một hồi vật lộn thì cuối cùng mình cũng đã lắp được nó. Thật là phá như này khá là mệt đấy. Vâng, và như vậy thì mình đã bung cái thân máy và lắp lại rồi. Đó, thì cấu tạo nó sẽ gồm những thứ như thế. Thế tiếp theo là mình sẽ bung viên pin này ra này. Đấy, hai viên pin mà máy họ cho theo này. Ở đây thì mình phải dùng tô vít bé. Vâng, đây thì mình sẽ tháo bằng cái đầu tô vít này. Thường thường phải dùng đầu tô vít to này cơ, vì ốc rất cứng. Tuy nhiên là lực vặn cái lực này mạnh lắm ấy, nhưng mình công lực cao nên mình chỉ cần dùng cái bé để vặn được. Đấy, mình mới chỉ dùng một tí công lực như thế. Còn nếu mà mình dùng toàn bộ công lực như này vặn cũng vỡ cái hộp này. Đúng như mình dự đoán thì ở đây là gồm có 4 cục pin này. Đấy, và 4 cục pin này được mắc nối tiếp với nhau. Nhìn cũng cùi thôi các bạn ạ. Đó, 1500 mAh 3,7V. Cũng không có gì đặc sắc đâu các bạn.
Và như vậy thì mình đã bung hết toàn bộ chiếc khoan pin này ra để cho các bạn xem từ bên trong lẫn bên ngoài rồi. Hy vọng rằng video này sẽ giúp các bạn có những cái lựa chọn tốt hơn trong quá trình chọn lựa mua những chiếc pin khoan pin như này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.